Chào tất cả các em. Hôm nay tiếp tục thầy sửa một cái đề thử sức học kỳ 1 toán lớp 9 lần thứ 11. Trước khi sửa đề thì thầy có nhận xét một số em làm toán với cách trình bày và với tâm lý chưa ổn định. Các em rất sợ sệt trong vấn đề nộp bài. Các em chỉ muốn làm bài chứ các em không muốn sửa bài. Thật ra mọi thành công không phải sinh ra là thành công ngay. Các em hạn chế dò đáp số lẫn nhau. Các em cứ làm bằng đúng năng lực của mình. Chấm bài, biết được năng lực của mình qua từng thời điểm làm. Sau đó các em sửa lại. Sửa một cách chi tiết. Rút kinh nghiệm trên những cái sai, sai về tính toán, sai về lập luận và kể cả sai cách trình bày. Rồi sau đó em mới tiếp tục làm đề lần thứ 12, 13 sau đó. Thì có như vậy điểm các em sẽ cải thiện rất là tốt. Một lần nữa, các em cố gắng sửa chi tiết cái đề lần 11 này và rút kinh nghiệm một cách sâu sắc trước khi qua đề lần 12 nhé. Bây giờ bài 1, 2,25 điểm. Nghĩa là câu A, câu B, câu C, mỗi câu là 0,75 điểm. Câu A có nội dung là 2 căn 3, tất cả nhân cho căn 3 trừ căn 15, cộng 2 căn 80. Thì bài giải như sau. 2 căn 3 ta nhân phân phối vào là căn 3 nhân căn 3 là 3, 3 nhân 2 là 6. 2 căn 3 nhân căn 15 thì căn 3 nhân căn 15 thì bản thân căn 3 nhân căn 15 là căn 45. Căn 45 chính là căn của 9 nhân cho căn 5. Căn 9 đưa ra ngoài là 3. 3 với 2 là 6, như vậy gọi là 6 căn 5, giữa là dấu trừ. Còn cộng cho 2 căn 80. 80 chính là bao nhiêu? Chính là 16 nhân cho 5. 16 nhân 5 ra 80. Chính vì 16 đưa ra ngoài căn là 4. 4 gặp 2 bên ngoài là 8. Như vậy là 8 căn 5. Hãy dấu cộng xuống. Trừ 6 căn 5 cộng 8 căn 5. Đây là 2 căn thức đồng dạng. Ta cộng lại ra 2 căn 5. 6 hạ xuống. Như vậy là 6 cộng 2 căn 5 là kết quả cuối cùng. Bài B có nội dung là căn của dạng 26 cộng 8 căn 10. Trừ cho căn bậc 2 của 2 trừ căn 10 tất cả bên. Bài này các em biết kỹ thuật bấm máy tính M cộng trừ 2 căn N rồi đúng không? Thì 26 cộng 8 căn 10 chính là 4 cộng căn 10 tất cả bên. Còn 2 trừ căn 10 tất cả bên thì cứ để im. Sau đó ta khai phương ra là trị tuyệt đối 4 cộng căn 10. Hạ dấu trừ xuống trị tuyệt đối của 2 trừ căn 10. Sau đó ta bỏ trị tuyệt đối. Thì 4 cộng căn 10 là số dương nên bỏ trị tuyệt đối không ảnh hưởng. Còn 2 trừ căn 10 thì 2 là số bé, căn 10 là số lớn. Bởi vì 2 này là căn 4, căn 4 thì bé hơn căn 10. Nên ta đổi lại. Ta đổi lại khi ta bỏ trị tuyệt đối là căn 10 trừ 2. Ta gặp dấu trừ đằng trước, căn 10 trừ 2 là trừ căn 10 cộng 2. Đây, trừ căn 10 cộng 2. Căn 10 với trừ căn 10 là căn thức đồng dạng trị tiêu nên 4 cộng 2 là 6. Bài thứ 3, ta có một cái biểu thức là căn 15 trừ căn 12 chia cho căn 5 trừ 2 cộng cho 2 phần căn 3 trừ căn 5. Thì bài giải này ta đặt trên tử chung là căn 15 với căn 20 lấy căn 5 làm số chung. Thì căn 15 khi lấy căn 5 ra thì còn lại căn 3. Căn 20 lấy căn 5 ra còn lại căn 4, mà căn 4 chính là 2. Hạ dấu trừ xuống. Mẫu hạ xuống, căn 3 trừ 2. Dấu cộng hạ ngang qua. Riêng 2 phần căn 3 trừ căn 5 ta chụp căn thức ở mẫu. Ta chụp bằng cách nào? Bằng cách là căn 3 trừ căn 5 ta nhân cả tử lẫn mẫu cho căn 3 cộng căn 5. Khi ta nhân căn 3 cộng căn 5 thì mẫu lúc này sẽ là hàng số 3, đó là 3 trừ 5 là A bình trừ B bình. Bên đây căn 3 trừ căn 2 ta trị tiêu thì gọi là căn 5. Bên đây là 3 trừ 5, 3 trừ 5 là trừ 2. 2 ở trên tử trị tiêu trừ 2 ở dưới mẫu gọi là trừ 1. Như vậy còn trừ 1 nhân cho căn 3 cộng căn 5 là trừ căn 3 trừ căn 5. Với hai căn thức đồng dạng này, căn 5 trừ căn 5 nó hết, ta còn lại là trừ căn 3. Thì một số em làm sai bài này, các em lưu ý, kết quả cuối cùng là trừ căn 3. Bài 2 giải phương trình sau, đây là dạng toán ta phải rút gọn trước khi ta giải. Thì bài này khá đơn giản. 27 x trừ 18 thì ta phát hiện ra có số 9 làm nhân tử chung được.
Khi lấy 9 ra ngoài thì còn lại 3, 3 gặp 2 là 6. Khi lấy 9 ra rồi thì đây còn là 3x. Khi lấy 9 ra rồi thì đây là -2 nên là căn của 3 -2. 48 và 32 thì ta thấy có 16 làm nhân tử chung được. 16 đưa ra ngoài căn là 4, 4 với 4 mất nên còn lại là -3. Khi lấy 16 ra rồi thì đây còn lại là 3x. Khi lấy 16 ra rồi thì đây còn lại là -2 nên bên trong là căn 7 -2. Bên tay phải là 3 căn của 2 -7 ta giữ lại, 3 căn 2 -7 giữ lại. Bên tay trái thì đây là hai căn thức đồng dạng, 6 u -3 u, đây coi như chữ u đi thì ta còn lại 3 u, như vậy là còn lại là 3. Tuy nhiên bên tay phải có số 3 này thì 3 với 3 mất nên còn lại là căn 7 -2. Bên đây còn lại căn của 2 -7. Bài tập này có dạng là căn A bằng căn B. Căn A bằng căn B thì ta đặt điều kiện cho ai cũng được, A cũng được mà B cũng được. Nên ở đây thầy sẽ đặt điều kiện là 3x trừ 2 lớn bằng 0. 3x trừ 2 lớn bằng 0 có nghĩa là điều kiện x lớn bằng 2 phần 3. Sau đó ta bình phương hai vế, bình phương hai vế mất căn thì 3x trừ 2 sẽ bằng 2 trừ 3x. Ta chuyển vế qua là 6x, còn đây là 4. Vậy 6x bằng 4 thì x bằng 2 phần 3. 2 phần 3 nó phù hợp với điều kiện lớn bằng 2 phần 3 nên ta nhận 2 phần 3 là đáp số cuối cùng. Nội dung bài 3 nó có hai ý. Ở đây ý số 1, tôi đánh số 1 nha, 3.1 câu số 1 đi. Câu số 1. Xác định hệ số AB trong đó đường thẳng D này cách trục tung tại điểm A có tung độ là 4. Đây, tôi quét cái này vô. Đây câu số 1. Như vậy ngay từ đầu D cách trục tung tại điểm A nên giải là ta có điểm A có tung độ là 4. Vậy hoành độ là bao nhiêu? Thì cái chỗ cách trục tung thì mọi điểm mà cách trục tung thì đều có hoành độ bằng 0 nên A sẽ có tọa độ là 0.4. Trong đó 4 là ai? 4 chính là tung độ để cho. Thằng này thuộc vào D, đây là dấu thuộc. Từ đó ta suy ra được là ta thế số 0 này vô chữ x, số 4 này vô chữ y. Này ta thế số 0 vô chữ x, số 4 vô chữ y, vậy là 4 bằng A nhân 0 cộng B. Từ đó ta suy ra B bằng 4. Tương tự ta lại có tiếp. Ta lại có tiếp. Đó là tọa độ B này thuộc đường thẳng D tiếp. Lại có tiếp. Nào, copy xuống ha. B tọa độ 12, 9. Đây, 12, 9. B và độ 12, 9 cũng thuộc vào D nên ta thế số 12 vô chữ x, số 9 vô chữ y. Đây, số 9 vô chữ y. Đây, số 9 vô chữ y, 12 vô chữ x. Từ đó ta ra được là 12A 9 bằng 12A cộng B. B mới tìm được là 4, B là 4 mới thế vào. Từ đó ta suy ra A. Như vậy là 9 trừ 4 là 5, chia 12 xuống là 5 phần 12. Sau khi các em làm xong, vì câu hỏi là xác định AB nên ta phải có một câu kết luận. Vậy A bằng 5 phần 12. Đây, vậy A bằng 5 phần 12 phải có câu kết luận chung. Và B bằng 4. Đó, hỏi gì thì ta trả lời đó. Các em lưu ý nha. Bây giờ tới câu số 2. Câu số 2 hỏi gì? Đây. Câu số 2 cho cái hình. Giờ câu 2A. Đây, để cho cái hình. Đây là câu 2A. Người ta hỏi là xác định hàm số, đây viết hàm số t nhỏ theo t lớn theo t nhỏ, viết hàm số t lớn theo t nhỏ.
Thì khi các em viết thì các em chú ý bình thường á là cái đường thẳng mình là y bằng x cộng b, thì trong đó x là trục hoành, y là trục tung. Nhưng bây giờ t lớn và t nhỏ, thì t lớn là trục tung, t nhỏ là trục hoành. Với lại nó bảo em đây nè là một hàm số bậc nhất, đó là một hàm số bậc nhất, nên ta sẽ biết ngay cái phương trình đường thẳng đó sẽ có dạng. Vậy là ta sẽ ghi là đường thẳng có dạng t lớn bằng a nhân t nhỏ cộng b. Đây, thường là y bằng a cộng b, thì a b là hai hệ số chưa biết, y là đại diện những điểm trên trục tung, x là những đại diện trên điểm hoành. Thì trục tung chúng ta đang là t, còn trục hoành chúng ta đang là t nhỏ, nên t lớn bằng a nhân t nhỏ cộng b. Tương tự ta có cái gì, thì ta có những cái chấm tròn này là những tọa độ điểm. Như vậy cái điểm đầu tiên có thể đặt tên là điểm A cũng được, nhưng mà trong đây điểm A đặt rồi, điểm B đặt rồi, nên mình có thể đặt tên điểm khác. Ví dụ ta có điểm M có tọa độ là 1950, 1950 và 15, thuộc vào cái đường thẳng D. Thì ở trên nó dùng đường thẳng D nhỏ, thì ta ở đây ta sẽ dùng đường thẳng D lớn. Đó. Vậy D lớn là ai? D lớn là cái đường thẳng này. Đó, đây là D lớn. Đây là D lớn. Được chưa nào? Đây là đường thẳng D lớn. Đây là đường thẳng D lớn. Từ đó ta suy ra được điều gì? Ta làm giống như trên. Ta sẽ thế vô 1950, thế vô chữ T nhỏ. 15 thế vô chữ T lớn. Nên 15 sẽ bằng A nhỏ nhân 1950 cộng B. Từ đó ta rút ra được B. Suy ra B bằng bao nhiêu? Đó là 15 trừ 1950A. Ta có thể đánh đây số 1. Đánh đây số 1. Tương tự, ta lại tiếp tục thấy một cái điểm thứ hai có tọa độ là 2000 với 16. 2016 thì ta đặt tên đó là tọa độ N. N đi. Mình thích đặt tên gì mình đặt, các em đừng quan tâm điều đó. T nhỏ là trục hoành thì là 2000. 2000. T lớn là 16, đây 16 thuộc vào D, tọa độ này là 2000, 16 thuộc vào D. Chính vì vậy ta thế vào cái phương trình T lớn là thế 16 trước. Rồi sau đó A nhỏ nhân cho T nhỏ là 2000 cộng cho B. Từ đó ta suy ra điều gì? Từ đó ta sẽ suy ra là 2000 nhân A cộng cho B. B là ai? B là 15 trừ cho 1950A mới tìm lại ở trên. Rồi bằng 16 hạ xuống. Cái này có thể ta giải thích là do một đó, do một. Đây, chỗ này cho xuống dưới cho dễ chịu. Đây, do một. Như vậy là 2000A cộng B, B là 15 trừ 1950A, ta thấy vào 16 ta hạ xuống. Từ đó ta rút gọn. Ta rút gọn là 2000A trừ 1950A còn lại 50A. 16 trừ 15 thì ra 1. Từ đó suy ra được A bằng 1 phần 50. Có A rồi, ta thế vào 1. Ta được B. Đây, B đây. Ta thế vào B. Đây, thế vào 1. Nên 1950 nhân cho 1 phần 50. Thì 1 phần 50 mới tìm xong. Nên kết quả B của chúng ta là âm 24. Ta lấy máy tính ta bấm đàng hoàng, đúng không? Đây, máy tính đây. Xem đúng không? Này. 15 trừ 1950 phần 50. Bấm vô bàn. Âm 24, đúng rồi. Ta ghi ra âm 24.
Tóm lại, do đó đường thẳng D chúng ta là ai? Vậy là A là 1/50 thế vào. Còn B chúng ta là -24. Đây chính là đường thẳng D cần tìm. Còn cô B, 2B. Hai B là gì? Hai B là yêu cầu hãy tính nhiệt độ trái đất vào năm 2018. Hãy tính nhiệt độ trái đất vào năm 2018. Thì ta biết rồi, năm 2018 thì ta cứ thế vào. Ta thế vào 2018 vào chữ T nhỏ. Rồi, ta bấm máy tính. 1/50 2018 phần 50. Rồi sau đó ta trừ cho 24. Kết quả là 409,25 phần 25 là 16,36 độ. Bằng 16,36 độ C. Nhiệt độ đơn vị là độ C. Ở đây có dùng đơn vị không? Đây, đơn vị độ C. Đó, các em thấy không? Đơn vị độ C. Nên ở đây sẽ là đơn vị độ C. Như vậy ta vừa mới kết thúc xong bài số 2. 16,36 độ C. Bây giờ qua bài số 3. À, đây là bài 3, đúng không? 3A, 3B. Bây giờ qua bài 4. Bài 4 này thì cái VAT là gì? Một số em vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về cái khái niệm của VAT. Thì cái VAT này là các em nhớ là phải tính sau cùng, chứ không phải là tính ngay từ đầu. Cái sau cùng là gì? Cái sau cùng là cái hóa đơn mà khi các em tính bill á, thì em mới tính VAT vào. Nên cái hướng dẫn giải của bài này là đầu tiên mì cay là như đây, lẩu thái là như đây, bò nướng là như đây. Giảm giá mì cay thì giảm 8%, bò nướng thì giảm như đây. Trà xanh mua từ lý thứ ba thì mới được giảm. Còn kem thì giảm như đây khi mua từ lý thứ tư. Nhớ nha, từ lý thứ ba mới được giảm nha. Từ lý thứ ba mới giảm, còn đây là từ lý thứ tư mới được giảm. Nhớ thông tin này. Giờ Vi và mẹ anh tại quán hai tô mì cay. Hai tô mì cay là được giảm rồi, đúng không? Hai tô mì cay. Hai tô mì cay. Một phần bò nướng. Bây giờ mình tính cái giá cho hai tô mì cay nha. Giá cho hai tô mì cay. Là bây giờ làm sao? Mì cay thì giảm 8%. Mà 50.000 một tô mà cho 20 tô nên ta sẽ tính như thế này. Ta lấy 50.000. Ta nhân cho 2 tô. Nhân cho 2 tô. Vì được giảm 8%, giảm 8% nên ta sẽ nhân cho giá tiền là 100% trừ đi 8%. Thì ra giá tiền cần tính giảm 8%. Giảm 8% có nghĩa là cái giá tiền còn lại có 92% đó. Đây là 92% đó. Giờ ta tính bến mới tính thôi. 50.000 ta nhân cho 2, ta nhân cho 98, à 92, ta chia thành 100, bấm vô bằng. Vậy là 92.000 đồng. Như vậy là hai mẹ con mất 92.000 đồng. 92.000 đồng. Tiếp tục. 1 phần bò nướng.
À, một phần bò nướng, hai tô mì cay sau khi giảm là giá một phần bò nướng sau khi giảm là bò thì được giảm bao nhiêu? 12%. Giá của bò là bao nhiêu? 220.000 đồng. Vậy là ta lấy 220.000 đồng, 20 123, ta nhân cho 100%, vì bò nướng được giảm bao nhiêu đây? Bò nướng được giảm 12% nên ta trừ cho 12%. Ta bấm máy tính, 220.000 ba nhân, vì 100% trừ cho 12% còn lại 88%, đúng chưa bạn? Như vậy là 193.600 đồng, 193.600 đồng. Đây là cái số tiền trả cho một phần bò nướng. Hai ly trà xanh, hai ly trà xanh, từ ly thứ ba thì mới được giảm nên hai ly trà xanh này chưa có giảm. Vậy là giá hai ly trà xanh là, đây là hai ly trà xanh chưa có giảm, đúng không? Hai ly trà xanh, ly trà xanh là bao nhiêu? Là 20.000 đồng một ly. Nên ta có 20.000 nhân cho 2 bằng 40.000 đồng. Rồi, hai tô mì cay, một phần bò nướng, hai ly trà xanh, một ly kem, một ly kem, một ly kem, thì ly kem ở đây là từ ly thứ ba thì mới giảm 6.000, do đó một ly kem này là chưa có, là chưa được giảm, do đó giá một ly kem là kem bán bao nhiêu? Kem bán 25.000 đồng, là 25.000 đồng. Sau đó mua mang về hai tô mì cay nữa, hai tô mì cay nữa, rồi mua mang về giá hai tô mì cay sau khi giảm là y như đáp án này, hai tô mì cay sau khi giảm đây. Hai ly trà xanh, à ly trà xanh, như vậy hai ly trà xanh cộng với hai ly trà xanh này là 4 ly trà xanh. Vậy trà xanh mua từ ly thứ ba thì mới được giảm 6.000 đồng một ly. Vậy là hai ly này là vẫn giá này. Vậy hai ly còn lại sẽ được giảm. Vậy mua hai ly trà xanh tiếp theo. Khi mua hai ly trà xanh tiếp theo thì bạn này đã chính thức mua từ ly thứ ba rồi nên sẽ được giảm 6.000, mà trà xanh đang là 20.000 nên bạn sẽ lấy 20.000 nhân cho 2 đây, 20.000, nhưng mà được trừ đi, được giảm 6.000 đồng một ly nên giảm 6.000. Như vậy là 200.000, à 20.000 mà giảm đi 6.000 thì còn 14.000. 14. Đây, 20.000. Ta trừ đi 6.000. Rồi tất cả ta nhân cho 2 thì ta được là 28.000. Như vậy là chỉ tốn 28.000 cho hai ly tiếp theo. Đơn vị là đồng. Đây, mua hai ly trà xanh tiếp theo, đúng không? Đây, từ ly thứ ba được giảm 6.000 một ly. Vì giảm 6.000 một ly nên từ 20.000 ly trà xanh giảm xuống còn 14.000. Vì mua ly thứ ba, ly thứ tư thì ta nhân cho 2 thôi là 28.000.
Hỏi tổng số tiền Vi và mẹ trả khi đã có thuế là bao nhiêu? Thuế được tính trên giá đã giảm. À, như vậy, tổng bill. Tổng số tiền mua sau thuế là. Như vậy làm toán cộng lại. Đầu tiên là ta lấy 92.000. Ta cộng 193.600. 193.600 ta cộng cho 40.000. Ta cộng cho 25.000. Rồi tiếp tục ta cộng cho 92.000. Rồi ta tiếp cộng cộng cho 28.000. Rồi ta sẽ nhân thêm nên cái đống này tính sau thuế là phải thêm 10% nữa. 10% là sao? Là ta lấy 100%, ta cộng thêm cho 10% là thuế giá trị gia tăng, thì ta sẽ bằng. Rồi làm toán cộng nha. Đây, 92.000 cộng 193.600, 193.600 cộng 40.000, 40.000 cộng 25.000 cộng 92.000, rồi cộng tiếp cho 28.000, rồi bấm vô bằng. Tất cả nhân thêm 111, 100 cộng 10 là 110%. Rồi tất cả nhân cho 110% chia 100. Bấm vô bằng. Kết quả là 517.660. Đó, đó là kết quả cuối cùng. 517.000. 517.660. Đơn vị là đồng. Vậy đáp số là 517.660 đồng. Rồi, các em nhớ chưa? Đây là kết quả cuối cùng cho cái bài giải này. Bài số 5. Cho hình ảnh sẵn đây, cho hình đây. Cho đường tròn O và điểm E nằm ngoài đường tròn. Đây, cho đường tròn O và điểm E nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến AB của đường tròn O, đây ký hiệu vuông góc. Vẽ dây BC của đường tròn O sao cho BC vuông góc, đây vuông góc tại H. Tia BO, tia BO cắt đường tròn O tại D, đây D. Câu thứ nhất. Chứng minh H, đây là giải, là trung điểm của BC. Thì trong đường tròn O ta có BC là dây, OH vuông góc với BC tại H, nên suy ra H là trung điểm của BC. Xong câu A. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn O. Thì đầu tiên là tam giác BOC căn tại O. Căn tại O là do OB bằng OC bằng bán kính. Có OH là đường cao nên suy ra OH là đường phân giác. Từ đó góc AOB bằng góc AOC. Sau đó ta chứng minh được tam giác AOB bằng với tam giác AOC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Đó là do OB bằng OC
OA là cạnh chung và hai góc O1 O2 này ta mới chứng minh trên. Từ hai tam giác bằng nhau, ta suy ra được cặp góc tương ứng bằng nhau là góc ACO bằng với góc ABO, mà góc ABO là 90 độ nên suy ra góc ACO này cũng là 90 độ. Sau khi ACO là 90 độ cộng thêm yếu tố C nằm trên đường tròn O nữa nên suy ra AC là tiếp tuyến của đường tròn O. Câu C, từ C vẽ CE vuông góc với BD tại E, đây vuông góc. Chứng minh AH nhân HO bằng BD nhân BE chia 4. Đầu tiên ta phải chứng minh tam giác BCD vuông tại C. Tại sao vuông tại C? Do tam giác BCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính BD. Và bản thân tam giác BCD này có CE là đường cao nên có một kiến thức là BE. Đây, BE nhân BD bằng BC bình. Tại vì trong cái kết luận có BE nhân BD, BE nhân BD bằng BC bình. Mà BC thì gấp 2 lần BH, do H là trung điểm. Do đó BE nhân BD, BC bình chính là 4 lần BH bình, anh đây số 1. Tam giác ABO vuông tại B là để cho có BH là đường cao nên HA nhân HO cũng là BH bình, số 2. Từ 1 và 2 suy ra BE nhân BD sẽ bằng 4 lần HA nhân HO, tại vì BH bình đây mà BH bình là HA nhân HO nên bằng 4 lần, từ đó chia xuống BE nhân BD chia 4 sẽ là AH nhân HO. Đó là được phải chứng minh. Rồi, các em nhớ chưa? Bài cuối cùng của đề này một số em cũng rất là vướng, bởi vì đây là một kiến thức cơ bản của Dirichlet Thales. Đây, bài số 4 như sau. Một ngọn đèn, đây ở vị trí A, hình chiếu vuông góc là H, đây chữ H, cắm hai cọc BC, đây BC, đó là cọc BE với CF. Mỗi cọc là 1,8, đây 1,8, mỗi cọc 1,8. Khoảng cách BC là 1,5, đây BC là 1,5. Khi đèn chiếu sáng thì bóng của hai cọc là 0,3, đây bóng của hai cọc. Cái bóng cọc EB khi chiếu xuống thì E chiếu xuống là M, B vẫn là B, nên ta sẽ có những yếu tố như sau. Là theo tất cả những dữ liệu trên đây, ta sẽ liệt kê ra mỗi cọc là 1,8 hay là BE bằng với CF bằng với 1,8, BC bằng 1,5, chiếc cọc mặt đất là 0,3, vậy là MB bằng 0,3. Và chiếc cọc này chiếu xuống, F chiếu xuống là N, C vẫn là C nên NC sẽ bằng 0,7. Giờ hỏi ngọn đèn được treo ở độ cao bao nhiêu là tính AH. Đây là câu hỏi tính AH. Thì các em quan sát có những kiến thức tỷ lệ như thế nào. Đó là AH thì nó song song với EB nên ta có thể lược sơ ra cái sơ đồ như sau. Đó là có EB, mình đang cần tính AH nên mình sẽ có một cái tỷ lệ Thales, đó là EB chia cho AH thì bằng ME chia cho MA. Đây là do EB song song với AH và định lý Thales, đúng không? EB thì có rồi nhưng mà ME chia MA thì chưa có, nên ở đây ta đi tìm ME trên MA. ME chia MA thì ta có cái giả thiết BC ta chưa xài, mà BC thật ra nó cũng chính là EF, nó cũng chính là 1,5 BC,
Nên ta tiếp tục có một cái tỷ lệ là EF chia MN. Đây, EF chia MN cũng được lý ta lét. EF chia MN. EF chia MN thì bằng ai? Đó là bằng AE chia AM. Đó, EF mà chia MN là bằng AE chia AM. Là do gì? Là do EF song song với MN cũng được đi ta lét. Từ đó ta suy ra được cái số liệu đó là ai? Đó là tỷ số EF là bao nhiêu? EF chính là 1,5. MN chính là bao nhiêu? MN chính là 0,3. Cộng cho BC là 1,5. Cộng cho CN là 0,7. Thì từ đây ta bấm máy tính suy ra được anh chàng này sẽ bằng bao nhiêu đây? Ta lấy 0,3 cộng 1,5 cộng 0,7 ta bằng là 5/2. Ta lấy 1,5 ta chia cho 5/2 đó, chia cho cái answer đó bằng 3/5. Đây kết quả là 3/5. Đó, ta vừa mới tính xong 3/5, được chưa? Mà AE chia AM là 3/5, mà mong muốn của mình là ME chia MA. Đang là AE mà biến thành ME thì ta sẽ suy ra được ngay. Ta suy ra điều gì? Ta sẽ suy ra được là AE thì chiếm 3 phần, MA thì chiếm 5 phần, nên suy ra được ME sẽ chiếm 2 phần. Bởi vì sao? Tại vì AM chiếm 5 phần, AE chiếm 3 phần, nên ME chiếm 2 phần 5 của AM. Từ đó ta thế vào, do đó ta sẽ thế vào anh chàng này, ME chia AM sẽ là 2/5. Ta nhân chéo chia ngang sẽ ra được AH. Cụ thể là EB là 1,8. Ta nhân 2. Đây 1,8 nhân 2 và chia 5. Nhân chéo EB là 1,8. Nhân chéo là nhân 5. Ta chia cho 2. Nhân 5 chia 2 bấm dấu bằng. Đây 1,8 nhân 5 chia 2 đó là bằng 9/2, cụ thể bằng 4,5, đơn vị là mét. Như vậy kết quả hỏi ngọn hải đăng, hỏi ngọn đèn được treo ở độ cao bao nhiêu mét, thì ta lời trả lời vậy: ngọn đèn được treo ở độ cao 4,5 m. Đó là kết quả cuối cùng. Qua bài tập này, thầy rút kinh nghiệm cho em những nội dung gì? Thì đầu tiên, bài này có nhiều em làm rất là tốt, tới điểm 9,8. Tuy nhiên cũng có một vài em giải rất là khó khăn, phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Thậm chí có nhiều em cũng không tự tin nộp bài, tại vì cứ ngại mình điểm thấp. Nhưng các em phải nhớ, mọi thành công đều có những cái lần chúng ta phải thất bại. Vấn đề chúng ta thất bại sớm, chúng ta biết nhiều hơn, còn hơn là chúng ta thất bại quá trễ để mà chúng ta đau thương. Cái nhận xét đầu tiên là có nhiều em làm sai câu B. Tại sao sai câu B? Tại vì em sai dấu. Một số em sai câu A là do em chưa rút gọn hai kiến thức đồng dạng mà tới đây em dừng. Một số em sai câu C là do em nhìn canh 5 với canh 3 hơi bị nhầm lẫn, thì anh chính xác là âm canh 3. Bài 2 đa phần là các em làm đúng. Bài 3 câu 1 đa phần là các em làm đúng. Bài 3 câu 2 thì các em nên rút kinh nghiệm, bởi vì câu này các em chưa có từng làm bao giờ. Thì qua bài 3 câu 2A này, các em nhớ trục tung thông thường là hay viết chữ Y. Nếu trục tung lúc này viết chữ T thì ta thay chữ Y thành chữ T.
trục hoàn hay viết chữ ít. Lúc này trục hoàn cái chữ t nhỏ thì ta hay chữ ít t nhỏ. Còn lại những cái tọa độ điểm này ta thế vào cái công thức này, từ đó ta sẽ tìm được AB tương ứng. Còn câu 2B, hãy tính nhiệt độ trên trái đất vào năm 2018. Các em đừng hiểu ngầm là với cái lời văn là xuất phát điểm từ năm 1950 là em lấy 2018 trừ 1950 là không đúng. Em chỉ cần nhớ là T nhỏ là biểu diễn số năm hay là cái năm của cái năm đang tính. Thì cái T nhỏ này đang biểu diễn cái năm đang tính chứ không phải là số năm. Nên ta phải thay T nhỏ là 2018 vào, ta bấm máy tính. Riêng bài 4 thì một số em lại chưa hình dung cái sự thực tế VAT là gì. VAT là một trong những kiến thức là sau khi em tính bill toàn cục thì em mới bắt đầu em tính VAT lên bằng cách là 100% cộng thêm cho 10%. Riêng bài 5, các em lại quên mất cái kiến thức đường kính và dây cung. Đa phần các em trình bày theo kiến thức của lớp 7, đó là tam giác cân có đường cao đồng thời là đường trung tuyến, thì cách đó khá là dở. Tại mình đang học kiến thức của lớp 9 thì mình nên xài kiến thức lớp 9. Đây là một thói quen mà các em phải lưu ý, tại vì mình mà cứ xài những kiến thức cũ thì vô tình những kiến thức mới mình không được cập nhật và cuối cùng mình sẽ trở thành những người lạc hậu lúc nào không biết. Riêng câu B thì các em phải nhớ AC là tiếp tuyến thì phải chứng minh hai ý. Ý 1 là C là tiếp điểm, ý 2 là phải có đường vuông góc thì mới là tiếp tuyến. Nhiều em quên một ý này nè thì các em sẽ mất 0,25 điểm. Riêng câu cuối cùng, vì một số em không phải nói là sợ sệt câu cuối nên thành ra không chịu suy nghĩ, chứ thật ra qua bài giảng này dùng hai cái hệ thức lượng rất là cơ bản. Riêng bài 6 thì rõ ràng các em đã bị bão hòa kiến thức, thành ra cái chữ Thales, định lý Thales của lớp 8 các em không hình dung ra. Chứ nếu các em cứ biến đổi từ từ thì mục tiêu là gì, ta lập Thales cái đó. Tại vì đây là những cái cạnh song song khá là nhiều, thiếu gì thì ta làm đó, từ từ các em sẽ giải quyết bài 6. Hy vọng là qua cái đề lần thứ 11 này các em thực sự rút kinh nghiệm để cho lần thứ 12 một cách tốt hơn. Thầy chúc các em thành công.